này thiện hiện tất cả pháp đều lấy khả năng sanh khỏi làm chỗ hướng đến đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt vì sao vì sự sanh rốt ráo còn không có sở hữu vốn là có chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến có thể nắm bắt được này thiện hiện tất cả pháp đều lấy sự dưỡng dục làm chỗ hướng đến đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt vì sao vì sự dưỡng dục rốt ráo còn không có sở hữu vốn là có chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến có thể nắm bắt được này thiện hiện tất cả pháp đều lấy sự trưởng thành làm chỗ hướng đến đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt vì sao vì sự trưởng thành rốt giáo còn không có sở hữu huống là có chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến có thể nắm bắt được này thiện hiện tất cả pháp đều lấy chủ thể luân hồi làm chỗ hướng đến đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt vì sao vì chủ thể luân hồi rốt giáo còn không có sở hữu huống là có chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến có thể nắm bắt được. Này thiện hiện tất cả Pháp, đều lấy ý sanh làm chỗ hướng đến, đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì ý sanh rốt ráo còn không có sở hữu, huống là có chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến có thể nắm bắt được. Này thiện hiện tất cả Pháp, đều lấy nho đồng làm chỗ hướng đến, đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt vì sao vì nho đồng rốt ráo còn không có sở hữu uống là có chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến có thể nắm bắt được này thiện hiện tất cả pháp đều lấy khả năng làm việc làm chỗ hướng đến đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt vì sao vì khả năng làm việc rốt ráo còn không có sở hữu huống là có chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến có thể nắm bắt được. Này thiện hiện, tất cả Pháp đều lấy khả năng khiến người làm việc làm chỗ hướng đến, đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì khả năng khiến người làm việc rốt ráo còn không có sở hữu, huống là có chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến có thể nắm bắt được.